Đây là một con tôm thẻ thiên nhiên. Chỉ có giải cứu động vật ngoài tự nhiên mới cứu được tôm thẻ thôi. Bây giờ con xin thả tôm thẻ về sông đi ạ. Cho tôm thẻ bơi. Được rồi. Bây giờ con xin phóng sanh hết số cá này về tự nhiên. Đây sông rộng mênh mông rất là đẹp, cá bắt đầu bơi ra đây. Dạ rồi. Giờ con xin biến hình thành tiên cá, con bơi chung với cá luôn ạ. Rồi mình sẽ bơi theo ghe nha. Các bạn đến cái đăng phía trước đằng kia xa đúng không? Múc đằng kia đúng không? Bắt này xong chưa? Ok. Ủa, mình tưởng bắt này xong rồi hả? Chưa hả? Vậy mình bơi tới đằng kia mình đợi mấy bạn trước nha. Được, được. Cái qua chiếc thuyền đúng không? À chỗ chiếc thuyền đúng không? À chỗ cắm cây nãy chưa đi đúng không? Vậy giờ anh bơi lại đó. Rồi mấy bạn quay cảnh anh bơi lại đó. Rồi hồi em tắt cái này nha. Anh ở đó anh đợi nha. Rồi. Đang quay đúng không anh? Kiki.